Xin chào, mình đến từ 62bánh.vn, là trung tâm chuyên mua bán nhớt, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới. Sản phẩm này ngoài hiệu năng tuyệt vời mà nó mang lại thì đây còn là một sản phẩm để các bạn trang trí cho xe rất tuyệt vời. Đèn phản quang hay còn gọi là đèn mắt mèo thường xuất hiện trên những dòng xe nhập khẩu, bởi vì hiệu năng tuyệt vời nó mang lại khi các bạn di chuyển vào ban đêm, có đèn chiếu vào thì đèn sẽ phản quang trở lại giúp các bạn trở nên an toàn hơn khi di chuyển vào cái cung đường tối. Thì trên tay mình đây đang là sản phẩm đèn phản quang chính hãng từ Cbắc với hai màu đỏ cam và bạc trắng, đang có bán tại tất cả năm nhánh của 62bánh. Sản phẩm này có thể lắp đặt được hầu hết tất cả những cái dòng xe phổ thông, và với giá bán 280.000 đồng, các bạn có thể ghé trực tiếp năm nhánh của 62bánh để được tư vấn và lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Hiệu năng tuyệt vời cùng với đó là độ thẩm mỹ cao mà đèn phản quang Cbắc mang lại cho các bạn sẽ giúp các bạn an toàn hơn khi di chuyển vào ban đêm. Cùng với đó là chiếc xe của các bạn sẽ trông như một chiếc xe được nhập khẩu từ nước ngoài. Sản phẩm này hiện đang có bán tại tất cả năm nhánh của 62bánh với hai màu là bạc trắng, đỏ cam, và với giá bán là 280.000 một bộ. Các bạn muốn mua hàng online hãy liên hệ số hotline 0938820202. Ngoài ra 62bánh còn cung cấp nhớt, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.